Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel ESPN Sentai. Đây là video phần 10, nối tiếp cho phần 9 của series tổng hợp boss cuối trong Super Sentai. Nào, chúng tôi cùng bắt đầu. Tên boss cuối tiếp theo là Don Arumage, đến từ chiến đội vũ trụ năm 2017. Hắn ta là lãnh đạo của mạc phủ vũ trụ Yakumata, một tổ chức chính phủ liên thiên hà độc ác đã thống trị 88 hệ chòm sao và kiểm soát toàn bộ vũ trụ. Thực chất, Don Arumage là tập hợp của một lượng lớn cảm xúc tiêu cực và năng lượng đen tối lan tỏa khắp vũ trụ. Những thứ cảm xúc và năng lượng này càng tập hợp nhiều thì nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ, đến mức tích tụ lại rồi biến trở thành một dạng sinh vật sống, và đó là cách tên boss này ra đời. Bị lấp đầy và chỉ biết sợ hãi, hận thù, buồn bã và bóng tối, Don Arumage đã biến nó thành mục tiêu của đời mình. Hắn khát khao hủy diệt vũ trụ và tái thiết lập nó trở thành một nơi không có cảm xúc tích cực. Để làm được điều này, hắn ta cần một nguồn năng lượng được gọi là Plenitude. Đó là lý do mà Don Arumage cần có một quân đoàn của riêng mình, dù chưa gần như chẳng ai biết về động cơ cũng như nguồn gốc thực sự của hắn ta. Nói tới Don Arumage thì phải nhắc tới một khả năng bá đạo của hắn, đó là hắn có thể nhập vào người khác và sử dụng những cảm xúc tiêu cực của họ rồi chuyển chúng thành những năng lượng cho chính mình. Bên cạnh đó, tên boss này cũng có thể biến đổi cơ thể của vật chủ và tiến hóa bản thân lên những hình dạng tương ứng với sức mạnh của họ. Ngoài ra, Don Arumage cũng có thể thu hút thêm nhiều người khác vào cơ thể chứ không bị giới hạn ở một vật chủ. Cũng vì thế, trong xuyên suốt bộ phim mà tên boss cuối này cũng có khá hình dạng. Thế nhưng hình dạng mà Don Arumage sử dụng nhiều nhất trên phim vẫn là một người đàn ông cao lớn trong một bộ áo chùm, trông khá là bí hiểm. Thực chất, hắn dùng hình dạng này để che giấu sự thật rằng hắn đang nhập vào Kuerubo, người đồng chí tưởng như đã hy sinh của chiến binh Ho Soldier. Bên cạnh đó, Don Arumage khi hình dạng này cũng thường xuyên tạo ra những hình ảnh không gian ba chiều và bắn ra những tia sét từ những đầu ngón tay. Một phần nào đó cũng khiến cho người ta liên tưởng tới nhân vật Palpatine trong loạt phim Star Wars. Bên cạnh đó, việc thiên biến vạn hóa sức mạnh của mình dựa theo vật chủ, khả năng ký sinh này của Don Arumage cũng cho phép tên boss này sống khá là dài. Khi có nhiều lần tưởng chừng như những người hùng bên phe chính nghĩa đã có thể thành công tiêu diệt được tên boss này, nhưng chỉ ít lâu sau, hắn ta lại có thể trở lại để lật kèo bằng một cách nào đó. Nhận thấy khả năng này đã gây ra quá nhiều sức ép, các chiến binh còn lại đã thực hiện một kế hoạch táo bạo, đó là cố tình để hắn hấp thụ hết 12 thành viên của chế độ. Nhưng nhân lúc Don Arumage đã không để ý rằng mình đã vô tình hấp thụ cả những Kyutema của họ. Nhờ đó, các chiến binh đã sử dụng sức mạnh của những Kyutema và giải phóng toàn bộ những vật chủ của tên boss này từ bên trong. Quá cay cú vì bị lật kèo, Don Arumage đã sử dụng toàn bộ năng lượng Plenitude còn lại trong cơ thể để hấp thụ tất cả những sinh linh trên khắp vũ trụ. Nhưng cảm xúc tích cực của tất cả mọi người đã giúp hắn có thể đạt tới hình dạng mạnh nhất, đủ sức để gáy rằng mình đã trở thành vũ trụ. Thế nhưng, tên boss này chỉ áp đảo các Kyuranger được ít lâu trước khi các chiến binh có một pha nói đạo lý đi vào lòng người. Lời thúc giục tinh thần của các chiến binh đã khơi dậy những cảm xúc tích cực từ tất cả mọi người đã bị tên quái vật kia hấp thụ và khiến hắn bị suy yếu đi đáng kể. Sau đó, Don Arumage đã bị các chiến binh cùng Mecha của họ đánh hội đồng và đả bại, buộc hắn phải trả lại tự do cho toàn bộ những vật chủ trên khắp vũ trụ. Thế nhưng trước khi bị tiêu diệt, tên boss này lại giở chiêu bài cũ, đó là hấp thụ một vật chủ mới để tìm đường lui. Mà vật chủ lần này mà hắn lựa chọn, xui xẻo thế nào lại là Lucky. Thế rồi, Don Arumage đã đưa chiến binh Shigeret của chúng ta lên vũ trụ để đe dọa xử lý mạng anh nếu nhanh không chịu cho hắn hấp thụ. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ, chòm sao sư tử đã chiếm một vầng hào quang để bảo vệ cho Lucky. Đồng thời, những cảm xúc tích cực trong anh đã đào thải tên boss cuối ra khỏi cơ thể thành công. Cuối cùng, tên phản diện đã bị đẩy trở lại trái đất trước khi bị các chiến binh cho ăn đòn kết liễu và bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước khi chết, tên này đã than thở về độ may mắn của Lucky, và có lẽ đó cũng chính là lời than thở của rất nhiều khán giả nếu đã theo dõi toàn bộ cuộc hành trình của nhân vật này ở duy suốt series Kyuranger. Tên boss cuối tiếp đến là Yabun Dogranio, đến từ chiến đội khoái đạo và chiến đội cảnh sát năm 2018. Yabun Dogranio là một tên trùm tội phạm liên thiên hà, kẻ mà 500 năm trước đã thành lập nên băng nhóm Gangler và là thủ lĩnh tối cao của bọn chúng cho đến thời điểm bộ phim được diễn ra. Bằng một thời điểm không xác định trong quá khứ, băng Gangler của tên này đã chiếm đoạt bộ sưu tập Lupin. Chúng là những món bảo vật thần kỳ mà được thu thập bởi đạo trích huyền thoại Arsene Lupin. Đồng thời, chính tên Dogranio đã sát hại vị đại sư trộm này. Nắm trong tay các bảo vật Lupin, băng Gangler thỏa sức phiêu bạt giang hồ và trở thành một cái gai trong mắt giới đạo trích cũng như mối đe dọa của lực lượng an ninh không gian. Bản thân tên trùm này cũng từng thừa nhận rằng khoảng thời gian hành nghiệp tội phạm vô cùng có ý nghĩa với hắn. Nhưng cuộc vui nào thì cũng sẽ có lúc hạ màn. Đó là lý do trong ngày sinh nhật thứ 999 của mình, tên trùm tội phạm này đã tuyên bố rằng bất kể thành viên nào của Gangler phá hủy được thế giới loài người thì sẽ trở thành thủ lĩnh kế nhiệm. Dogranio là một nhân vật luôn tát lên khí chất của một ông trùm thực sự. Hắn ta thường sẽ giữ một thái độ mềm mỏng và điềm đạm, đôi lúc lại vô cùng hào sảng trước các đàn em. Nhưng trong những thời điểm cần sự cương quyết, Dogranio nhanh chóng thể hiện bản tính máu lạnh và tàn nhẫn của mình, cho dù là trước bất cứ ai. Tên này cũng rất kiệm lời và không bao hoa như đa số những kẻ phản diện trong Super Sentai. Nhưng một khi hắn đã thở ra câu nào thì sẽ có sức nặng của câu ấy. Cái tên Yabun Dogranio của nhân vật này cũng là một cách đọc lái của từ Oyabun và Don,
Trong đó, Oyabun trong tiếng Nhật là một chức danh mà các thành viên Yakuza gọi ông chủ của họ. Còn nếu các bạn xem đủ nhiều phim mafia của Mỹ, thì các ông chủ mafia đến từ Ý chính là thường được gọi với danh xưng là Don. Dugudanio bắt đầu hoài nghi về ý định giải nghệ của mình sau khi chứng kiến thất bại của tên Raimon. Hắn ta e sợ vì nếu mình giải nghệ thì sẽ không có ai đủ khả năng để lãnh đạo Bangalore. Có lẽ vì thế mà cho đến cuối cùng, hắn ta vẫn quyết giữ chức vụ thủ lĩnh của băng nhóm này. Cũng phải thôi, vì làm gì có tên tội phạm nào mà thành công phá hủy được thế giới con người đâu. Trong cuộc chiến cuối cùng, Dugudanio đã thành công nhốt các chiến binh Lupin Ranger vào trong chiếc két sắt nằm trên cơ thể của hắn. Đây cũng chính là nơi mà hắn chứa toàn bộ các bảo vật Lupin mà mình sở hữu. Sau đó, nhờ có sức mạnh của các bảo vật, tên trùm này còn có thể dễ dàng áp đảo các chiến binh Pat Ranger. Nhưng rồi, các chiến binh Lupin Ranger từ bên trong đã sử dụng quyển bách khoa tàn thư có tên là Lupin Collection để dịch chuyển các bảo vật ra bên ngoài. Điều này đã khiến cho sức mạnh của tên boss cuối bị suy yếu đi rất nhiều. Nhưng vì không thể giải thoát cho các thành viên của chiến đội khoái đạo, nên các Pat Ranger vẫn không thể tiêu diệt được hắn. Bản thân tên Dugudanio cũng khá là mặt dày khi hắn thả bị giam giữ trong nhà tù tối cao của tổ chức đặc cảnh toàn cầu, chứ nhất quyết không mở két để giải thoát cho các chiến binh Lupin Ranger. Thế nhưng trong quá trình giam cầm, hắn ta lại không thể chịu nổi và muốn đến với cái chết. Tuy vậy, băng đảng AL vẫn còn sót lại một số thành viên và bọn chúng vẫn làm le để giải thoát cho thủ lĩnh của mình. Trong khi đó, nhờ vào Jackpot Striker, nhóm đội Lupin Ranger cũng đã được giải thoát khỏi két sắt của hắn. Một cái kết khá là dang dở cho tên boss cuối này. Cái kết của Dugudanio thì thực sự đến trong sự kiện Final Life Tour 2019. Trong vở kịch ấy, hắn ta đã chính thức bị tiêu diệt bởi cả hai chiến đội là Lupin Ranger và Pat Ranger. Dù vậy, đây chẳng phải là đầu tiên mà chúng ta chứng kiến có một tên boss cuối có thể sống sót sau khi TV series hạ màn. Trước đây, chúng ta đã từng có phù thủy Pandora, Long và một số nhân vật khác. Sau khi bị đánh bại, chúng vẫn sống khỏe. Nhưng đây có lẽ lại là lần đầu tiên mà có một tên boss cuối sống sót sau TV series, nhưng sau đó lại bị tiêu diệt trong một sản phẩm hậu truyện của một mùa Super Sentai. Hơn nữa, sản phẩm đó chẳng phải là một phần phim điện ảnh, mà chỉ là một stage show. Tên boss cuối kế tiếp là Erasu, đến từ chiến đội Kỵ Sĩ Long năm 2019. Cũng đã từ rất lâu thì dòng phim Super Sentai của chúng ta mới lại có một tên boss cuối là nữ nhỉ. Nguồn gốc của Erasu vẫn còn là một ẩn số. Theo như lời của nhân vật này thì bà ta chính là đại diện cho ước nguyện của hành tinh trên trái đất. Vào khoảng 65 triệu năm về trước, Erasu chính là người mà đã tạo ra tộc người Ryuso và giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ trái đất. Thế nhưng, thời gian thấm thoát trôi qua, những hậu duệ của bộ tộc Ryuso đã bắt đầu chiến tranh với nhau. Các trận chiến cứ thế tàn phá các nguồn tài nguyên và môi trường. Trước tình cảnh đó, Erasu đã tìm cách loại bỏ bộ tộc Ryuso bằng việc tạo ra một bộ tộc thứ hai có tên là Doridon để làm đối trọng của họ. Trớ trêu hơn, bộ tộc Doridon lại nuôi tham vọng thôn tính cả địa cầu. Quá thất vọng, Erasu quyết định tận diệt cả hai tộc người, nhưng việc đó đã bị ngăn chặn bởi bộ tộc Ryuso. Sau cùng, họ lại thành công chấn áp được sinh vật mạnh mẽ này và phong ấn bà ta bằng thanh gươm Ryuso Caliber. 65 triệu năm sau, khi các Ryuso giờ cần tới nguồn sức mạnh từ thanh gươm Ryuso Caliber trong một trận chiến, họ đã bất đắc dĩ phải khai quật ra thanh gươm này và vô tình phá giải phong ấn cho Erasu. Thế nhưng, vì sự thật về nguồn gốc của hai tộc người Doridon và Ryuso đã bị chôn vùi khá lâu, nên các nhân vật trong phim và cả chính khán giả cũng đã lầm tưởng Erasu là thủ lĩnh của tộc người Doridon. Nhưng sự thật là bà ta vẫn nuôi tham vọng xóa sổ cả hai bộ tộc và xa hơn là tái thiết lập lại hành tinh xanh theo ý muốn của mình. Ở hình dạng cơ bản, Erasu được kết nối với chính trái đất để hấp thụ năng lượng của hành tinh này và tăng cường khả năng của bà ta. Nhưng sau đó, khả năng này đã bị biến mất sau khi Erasu tạo ra cơ thể của chính mình bằng cách hấp thụ Precious, một trong những vị tướng còn sót lại của bộ tộc Doridon. Sau khi nhân vật này đã tiết lộ sự thật về nguồn gốc của cả hai bộ tộc. Thế rồi, sau khi có được hình thái mới, Erasu ngay lập tức phát ra một thứ ánh sáng nhằm đưa các chiến binh Ryuso vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Trong mơ, họ được sống trong những viễn cảnh tươi đẹp. Trong khi đó, Robo King Kisrio thì đang phải chiến đấu với Erasu. Thì Kurion, một thành viên cải tà của Doridon, lại đang cố gắng đánh thức các chiến binh Ryuso. Sau khi tỉnh dậy, các chiến binh đã nhận ra không chỉ có họ, mà toàn bộ loài người trên trái đất đều đã bị Erasu trong ngủ say hết và bị sử dụng như một nguồn năng lượng để làm trẻ hoa trái đất. Lúc này, khán giả hẳn có thể nhận ra tình tiết này có phần tương đồng với loạt phim ma trận, khi loài người chìm sâu trong những giấc mơ tươi đẹp chỉ để che đậy cho hiện thực nghiệt ngã. Không thể chấp nhận nghịch cảnh đó, các chiến binh Ryuso đã vùng lên chiến đấu. Sau một hồi bị Erasu áp đảo, các chiến binh cùng những Kisrew đã dồn hết sức mạnh của họ vào thanh Ryuso Caliber để cho chiến binh Ryuso Red tung một đòn quyết định. Tưởng như đã có thể hạ gục được Erasu, nhưng vì trong suốt thời gian bị phong ấn, bà ta đã hút sức mạnh của thanh gươm này quá lâu, vậy nên đòn đánh đó chỉ có thể khiến Erasu mất đi hình dạng khổng lồ và bị thương nhẹ mà thôi. Quá tức giận, bà ta đã tung ra một đòn để đoạt mạng chiến binh Ryuso Red. Thế nhưng, sự thật là anh ấy chỉ bị đưa đến một chiều không gian khác để có thể trò chuyện với Erasu. Trong khi cơ thể vật lý của bà ta thì vẫn chiến đấu với những chiến binh còn lại. Erasu đã gọi các chiến binh Ryuso là những kẻ ngốc và nhân loại là không cần thiết cho hành tinh xanh. Thế nhưng, chiến binh Ryuso Red đã phản biện rằng những người phàm ngu ngốc có thể hỏi tới những sai lầm của họ và truyền lại chúng cho các thế hệ tiếp theo. Sau khi nghe xong những lời nói này, cùng với việc chứng kiến tinh thần chính nghĩa của các chiến binh, Erasu đã trở nên do dự. Điều này vô tình tạo cơ hội cho các chiến binh có thể nhắm vào vết thương mà Ryuso Caliber đã tạo ra trước đó, và họ cũng đã may mắn thành công tiêu diệt được bà ta.
Trước khi ra đi, Erasu đã tự hỏi liệu có phải hành tinh xanh không cần bà ta nữa, rồi cứ thế tan biến vào trong hư vô. Sau cái chết của Erasu, chiến binh Dusoret đã hồi sinh được trở lại. Dù là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng ở một góc độ nào đó, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được Erasu là một thực thể rất nhân từ và ẩn chứa nhiều triết lý sâu sắc. Bà ấy không hề có chủ đích lấy mạng của các chiến binh một cách hoàn toàn và luôn để lại cơ hội cho họ có thể nhận ra vấn đề và đáp trả. Thế nhưng, nguồn cơn cho sự thao hóa của bà ấy suy cho cùng cũng đến từ những sai lầm của bộ tộc Ryusou từ trong quá khứ mà ra. Nhưng trên tất cả, Erasu tin rằng những gì mình làm là điều tốt nhất cho hành tinh xanh. Điều này hẳn sẽ làm nhiều khán giả phải suy ngẫm, liệu bà ta có thực sự là kẻ ác không hay cũng chỉ là một người hùng lầm được lạc lối. Tên Boskui kế đến là Yodon Kote, đến từ chiến đội Ma Tiến năm 2020. Hoàng đế Yodon là thủ lĩnh của đế chế bóng tối Yodon Hemu. Hắn ta xuất hiện như một tên bạo chúa đến từ ngoài vũ trụ với ham muốn thống trị cả địa cầu. Điều này không khác biệt lắm so với rất nhiều tên Boskui còn lại trong danh sách. Mãi cho đến những tình tiết cuối cùng của series, câu chuyện về nguồn gốc cũng như là nội tâm của tên này mới được hé lộ thêm đôi chút. Yodon là một sinh vật có tạo hình giống như loài rắn. Hắn vốn đã nảy sinh tham vọng thống trị từ rất lâu, nhưng bản thân lại không phải là một chiến binh đủ mạnh mẽ. Một ngày nọ, Yodon đã vô tình bị những tia sét màu tím đánh trúng, điều mà hắn cho rằng mình đã được thần linh thức tỉnh. Sau sự kiện đó, Yodon đã tự tạo cho mình những chiếc mặt nạ, điều mà đã ban cho hắn những thứ sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nắm trong tay quyền năng to lớn, Yodon đã đi chinh phạt rất nhiều thế giới. Với mỗi nơi đi qua, Yodon đều ăn thịt và hấp thụ kẻ thù của mình để nhằm gia tăng sức mạnh cho bản thân hắn. Tại thời điểm diễn ra bộ phim, tên Boskui này đã có cho mình một đế chế hùng hậu, và mục tiêu tiếp theo của hắn chính là trái đất và cả hành tinh Crystallia. Giống như điểm yếu của loài rắn, ngoài thực tế, điểm yếu của Yodon chính là phần đầu. Tuy nhiên, nhờ có những chiếc bàn đạ được làm từ vật liệu không dễ phá hủy mà điểm yếu này đã có thể được khắc phục. Miễn là đầu của Yodon không bị nguy hại gì, thì tên boss này sẽ có thể được tái sinh vô vàn lần. Dù nắm trong tay cả một đế chế, Yodon vẫn cho rằng mình không có được sự trung thành thực sự từ những kẻ cấp dưới, và hắn luôn khao khát có được những người chiến hữu. Đó cũng chính là lý do mà tâm trí của Yodon đã tạo ra hai bản thể của chính mình, tương ứng với hai chiếc bàn đạ của hắn là Shadon và Yodona. Họ không chỉ là những vị tướng trung thành, mà còn là hiện thân của nỗi lòng muốn có người bầu bạn của tên hoàng đế này. Thế nhưng Yodo lại cho rằng những thứ cảm xúc đó chỉ là một sự yếu lòng đáng ghê tởm, thứ mà hắn coi như vật cản cho mục tiêu trở thành chiến binh mạnh nhất. Sau cùng, Yodo đã lựa chọn kết liễu hai bản thể này. Hắn coi việc làm này sẽ càng giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Xong, điều này chỉ càng là tên phản diện thể hiện rõ sự yếu đuối của mình khi hắn đã không dám đối mặt với những cảm xúc của bản thân. Cay đắng cho Yodo là cuối cùng hắn cũng đã bị tiêu diệt, cũng chỉ vì mờ mắt bởi những thứ giả tạo. Khi đó, các chiến binh Kinemaja đã sử dụng Illusia, một trong 4 viên đá Kanema, để có thể tạo ra ảo ảnh, nhằm khiến cho Yodo tin rằng mình đã đánh bại được các chiến binh cùng cô máy của họ. Tên boss cuối này đã đắc chí và vô tình cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, rồi chuẩn bị hấp thụ sức mạnh của các chiến binh. Nhưng đó cũng chính là lúc mà hắn bị các chiến binh Kidamager lao dũng úp sọt. Khi không còn chiếc mặt nạ để bảo vệ, Yodon bị những người hùng khai thác điểm yếu và nhanh chóng bị tiêu diệt. Chúng ta có thể thấy rằng Yodon là một nhân vật đại diện cho sự yếu đuối trong tinh thần. Có một giả thuyết cho rằng những thứ sức mạnh bá đạo mà Yodon sở hữu không đến từ những chiếc mặt nạ mà đến từ chính bản thân của hắn. Chỉ là tên boss này luôn hoài nghi về bản thân, đến nỗi tin tưởng hoàn toàn vào những chiếc mặt nạ thay vì tin vào bản thân của chính hắn. Điều này cũng giải thích cho việc hắn đã phó mặc những biến chuyển của mình cho thần linh thay vì tài năng của bản thân. Sau cùng, tên phản diện này vô cùng cô đơn, đến nỗi đã phải tạo ra hai bản thể, hay đúng hơn là hai nhân cách khác của hắn để nhằm bầu bạn và buộc lòng phải tiêu diệt chúng. Hình tượng của boss của Yodon là một sự tương phản rõ rệt đến nhân vật chính của chúng ta, hay chính là Yurasuta, chiến binh Kidamaret. Cho dù cậu ấy nhút nhát, nhưng luôn có một tinh thần mạnh mẽ. Điều mà trái ngược hoàn toàn với Yodon khi hắn luôn thể hiện sự gay góc và sức mạnh vô song, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì lại vô cùng mong manh và yếu đuối. Tên boss cuối tiếp theo là Kamisama, đến từ chiến đội toàn khai giả năm 2021. Kamisama là một nhân vật vô danh, hắn tự xưng mình là chúa trời hoặc là đứng theo cách gọi của nhiều khán giả Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, tên này cũng là nhân vật phản diện duy nhất trong Super Sentai mà không có cả giọng lồng tiếng lẫn tạo hình của riêng mình. Thay vào đó, hắn chỉ chiếm hữu cơ thể của các nhân vật khác ở xuyên suốt bộ phim. Trong khi đó, những kẻ phản diện có khả năng tương tự trong lịch sử, nếu không có tạo hình thì cũng sẽ có giọng lồng tiếng riêng để cho khán giả có thể dễ dàng phân biệt. Đứng được thể hiện như một thực thể vô cùng hùng mạnh, với khả năng kiến tạo ra các thế giới hay là bẻ cong thực tại theo ý muốn. Tuy nhiên, tên này cũng không thực sự toàn năng, vậy nên hắn buộc phải lợi dụng các nhân vật khác cho âm mưu của mình bằng việc thâm nhập vào các vật chủ. Trong xuyên suốt series Zenkaiser, Đứng đã âm thầm tác động đến những sự kiện được diễn ra mà chẳng có một ai hay biết. Trong phim, nhân vật này đã vào vai tổng cộng 10 nhân vật, bao gồm Gege, ông chú Sue, một người dân thường trong tập thứ 46, và toàn bộ các chiến binh trong chiến đội Zenkaiser. Trong đó, hình dáng mà hắn sử dụng trong trận chiến cuối cùng lại là của Kaito hay chiến binh Zenkaiser. Đây cũng là một trận chiến vô cùng đặc biệt vì nó chỉ được diễn ra trong suy nghĩ Kaito mà thôi. Trước đó, trong trận chiến ở tập thứ 46, khi nhóm Zenkaiser đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đứng trong hình dạng của Stacy đã giải nguy cho các chiến binh. Sau đó, hắn đã tiết lộ thân phận và khả năng của mình trước các Zenkaiser. Tuy nhiên, mục đích thật sự của nhân vật này vẫn còn là một bí ẩn. Sau đó,
đấng đã trợ giúp cho các chiến binh Gen Kaiser để tiêu diệt thành công vương triều Tojitendo, tổ chức phản diện chính của nhóm chiến đội. Nhờ có sự trợ giúp của một thực thể mạnh mẽ như đấng, các Gen Kaiser đã có thể hạ gục những tên bạo chúa. Tuy nhiên vẫn phải nhấn mạnh rằng sự trợ giúp của đấng cũng chỉ góp công một phần. Thứ mà đưa các chiến binh đến với chiến thắng sau cùng vẫn là tinh thần chiến đấu đáng nể phục của tất cả các thành viên trong đội. Thế nhưng tất cả cũng chỉ nằm trong sự tính toán của đấng, khi mà mục đích thực sự quán là chiếm đoạt lại công nghệ Tojirugia. Khi thời khắc đã chín muồi, đấng đã kích hoạt hệ thống để biến tất cả những thế giới song song thành những Tojirugia và bí mật cất giấu chúng trên đỉnh tháp Sky Tree ở Tokyo. Chỉ có duy nhất thế giới của chúng ta là không bị biến thành gear, nhưng đấng cũng đã tẩy não thành công tất cả mọi người để không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tưởng như mọi thứ đã an bài, cái tố đã bất ngờ lấy lại được ký ức và lật tẩy được việc làm của đấng. Lúc này đấng mới tiết lộ toàn bộ về động cơ của mình. Hắn vốn là người tạo ra tất cả những thế giới song song trong bộ phim, nhưng đấng đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thế giới, điều mà khiến hắn nhận ra rằng mình cần phải tiêu diệt bớt chúng đi. Nhưng đấng cũng đã thấy hối tiếc nếu cứ tạo ra các thế giới rồi tiêu hủy như vậy, nên hắn đã lợi dụng công nghệ Tojirugia để gom tất cả vào một góc và chỉ để lại một thế giới duy nhất. Cuối cùng đấng đã lựa chọn thế giới của chúng ta, đơn giản là bởi hắn thấy thế giới này thú vị hơn tất cả. Sau một hồi đấu tranh, Kaito đã thành công đánh bại đấng trong tâm trí. Thực ra cũng không hẳn là đánh bại, chính xác hơn là Kaito đã khiến đấng công nhận rằng cậu ta là một người thú vị và bị thuyết phục bởi những gì cậu nói. Sau tất cả, đấng đã quyết định trả lại các thế giới về trạng thái vốn có. Đồng thời, đấng đã hứa với Kaito rằng từ nay sẽ tiếp quản các thế giới một cách có trách nhiệm hơn và cũng không tạo ra các thế giới một cách vô tội vạ như trước. Nhìn chung, Kamisama là một nhân vật khá độc đáo. Nếu xét ở khoản tạo hình và khả năng, dẫn đến những tình tiết phim vô cùng bất ngờ và cũng hết sức thú vị, như màn thông não chi thuật ở cuối bộ phim chẳng hạn. Và hắn cũng là tên boss cuối đầu tiên đã sử dụng hình dạng Sensei trong trận chiến cuối cùng. Không biết nhân vật này có quay trở lại trong series Doom Brothers không nhỉ? Nhất là khi bộ đó có rất nhiều sự liên hệ tới series Gen Kaiser. Vậy là trên đây, mình đã làm xong phần 10 của series tổng hợp boss cuối trong Super Sentai rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.